Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện ảnh Mai Chi. Hôm nay mình có nhận sửa của một khách hàng cái tủ lạnh Beko. Thì hiện tại cái tủ lạnh này nó đang bị kẹt cái block này và nó hư luôn cả cái bo công suất của nó luôn. Thì để mà giải quyết xử lý cái tủ này thì bây giờ phải thay cả cái block lẫn cái bo này, thì cái chi phí nó cũng tương đối là cao. Thì khách hàng cũng khá là khó khăn. Thì là mình cũng không khuyến cáo sử dụng cái phương pháp kích block này đâu. Thế nhưng mà mình cũng nói trước với khách hàng rồi, thì cái này nó là 50-50 thôi. Tuy nhiên là để mà nhận xử lý với khách hàng thì mình cũng phải nói trước với khách hàng. Thứ nhất là 50-50, thứ hai là tỷ lệ thành công phải là 50-50, thứ hai là gì? Thứ hai là mình phải test cẩn thận chắc chắn, dùng được thì mới giao cho khách hàng được. Đấy, thì bây giờ dự kiến là cái bo công suất này thì mình sẽ sửa lại. Cái block này mình sẽ kích để cho nó chạy, rồi sau đó mình sẽ kiểm tra test xem là nó đạt yêu cầu không thì mình mới xử lý cho khách hàng được. Rồi thì về cái phương pháp kích block inverter này á, thì đây bạn nhá, mình quay block tụ Beko này. Đấy, VNTZ105M này. Thì về cái video test kích cái block này á, thì thực chất mình cũng có chia sẻ một cái video rồi. Tuy nhiên là mình không khuyến cáo các bạn là ta sử dụng cái phương pháp này, bởi vì cái phương pháp này thì thực chất là nó cũng chỉ là khắc phục những trường hợp mà khó khăn quá hoặc là nó bị kẹt nhẹ thôi. Thế còn về tiêu chuẩn thì chúng ta nên thay thế cái block khác thì nó sẽ đảm bảo hơn. Thì khách hàng này thì nó cũng khó khăn, thì mình cố gắng để mình xử lý xem là có xử lý cho khách hay không. Thì nhân tiện mình quay video clip để chia sẻ cho biết đâu anh em nào có một ngày người ta cần đến, hoặc chúng ta tham khảo thêm thôi, chứ mình cũng không khuyến cáo. Rồi thì hiện tại thì cái block này nó đang bị kẹt, không chạy được. Thì ở đây mình để đồ sẵn đây rồi. Bây giờ mình sẽ cắm cái bo test block của mình vào. Đây, cắm bo test block vào. Và các bạn sẽ xem là cái block nó bị kẹt, không chạy được. Đấy, các bạn nhìn cái đồng hồ dòng ấy, các bạn nhìn ở đây này. Đấy, nó lên nháy lên. Khi mà cái máy nó không chạy được ấy, thì cái đồng hồ nó, cái bo công suất nó cứ đề rồi nó lại gì, nó lại ngắt. Các bạn thấy nó nháy lên 0.6 đấy, xong nó lại ngắt. Đấy, 0.7 rồi lại ngắt. Đó, không chạy được. Thì các bạn nhìn thấy là cái bo công suất nó cứ đề lại nhưng mà nó không chạy được, đúng không ạ? Thì cái dòng làm việc nó nhảy lên 0.6 rồi lại ngắt. Đấy là hiện tượng là bị kẹt block. Rồi mình rút điện ra. Thế thì trước tiên thì mình sẽ phải kích cái block này cho nó vượt qua cái điểm kẹt. Thì như các bạn đã tìm hiểu về cái cấu tạo của cái block rồi, thì cái piston ở trong này nó bị kẹt, kẹt ở trạng thái thì có thể là kẹt ở điểm trên, ở đỉnh trên, hoặc là kẹt ở giữa, hoặc kẹt ở cái điểm cuối. Thì mục đích của cái phương pháp kích này là mình sẽ giúp nó gì, dịch chuyển cái piston đi khỏi cái vị trí bị chết kẹt đó, rồi sau đó mình sẽ sử dụng cái bo test block này để chạy. Sau khi thoát khỏi cái điểm kẹt rồi thì mình sẽ dùng cái bo này để điều khiển nó chạy, để xem là mục đích là mình sẽ làm cho nó là gì, nó chạy lên được và nó bôi trơn, nó hút được dầu lên để bôi trơn, thoát được cái điểm kẹt. Thì cái phần kích này chính là mình giúp là gì? Giúp cái piston trong cái block này nó thoát khỏi cái điểm kẹt mà nó đang bị kẹt. Thế thì một số cái lưu ý trước khi chúng ta thực hiện cái việc gọi là kích cái block này, thì trước tiên là chúng ta phải đo xem cái cuộn điện ở bên trong này nó còn tốt hay không, nó có bị dò điện hay không, ba cuộn nó có bằng nhau hay không. Thì mình đang làm vừa làm một tay vừa quay thì là mình không đo được, nhưng mà mình cũng vẫn thường là liệt kê ra các cái những cái lưu ý gì chúng ta cần trước khi kích. Thứ nhất là các bạn phải kiểm tra cho mình cuộn điện là ba cuộn là phải bằng nhau và không dò điện ra vỏ. Đấy là cái vấn đề về cuộn điện. Thứ hai, vật tư để mà chúng ta thực hiện phương kích thì các bạn hãy sử dụng cho mình một cái dơ le bảo vệ dòng của cái máy cơ mono thôi. Thứ hai là các bạn có thể sử dụng cái dơ le gì khởi động bán dẫn hai chân như này, thì chúng ta sẽ dí cho mình một con tụ. Các bạn chuẩn bị cho mình một con tụ nữa, một con tụ kích giống như kích máy mono, còn là khoảng tầm 200 mi. Thì các bạn sẽ cấp điện là chúng ta sẽ dí vào hai cái chân, hai bên chân chạy đề, tức là cái này là cấp chân trung rồi, đúng không ạ? Dơ le bảo vệ dòng ta cấp chân trung, còn dơ le khởi động bán dẫn thì
chúng ta sẽ dí vào tụ này vào hai chân bên giống như kiểu là chân chạy đè kích block mono ấy. Đấy là một phương pháp cũng được. Cái phương pháp thứ hai là mình không dùng con tụ này, mình chỉ dùng con bảo vệ dòng để nếu mà xảy ra vấn đề gì thì nó ngắt con bảo vệ dòng, không ảnh hưởng đến block thôi. Thứ hai là mình dùng cái gì, mình dùng là cái con dơ le khởi động cuộn hút. Thì các bạn đã biết rồi, dơ le khởi động cuộn hút thì khi mà block không chạy được thì cái cuộn này nó sẽ hút đóng cái tiếp điểm từ chân chạy sang chân đè. Đó, ở trạng thái bình thường chưa làm việc thì hai cái chân này nó không có thông nhau các bạn nhé. Nếu các bạn lưu ý là khi mà các bạn lắp nó phải đúng cái, khi chưa cắm điện thì nó hai chân này nó phải gì không thông nhau. Chúng ta lắp ngược, nó úp lên này chẳng hạn, có loại thì để úp như này và có loại thì để như này, chúng ta phải lưu ý kiểm tra. Chẳng lỡ mà chúng ta thì hai cái chân này khi chưa cấp điện thì nó phải là gì, nó phải là thơ, nó phải hở mạch, nó không được thông nhau. Khi nào cái cuộn hút lên hút thì nó mới thông nhau được. Các bạn lắp ngược cái là nó thông sẵn luôn. Thì con này thì mình đang dùng một con 1/6 HP thôi. Sau đây mình sẽ thực hiện cắm vào để chúng ta kích bằng điện 220 luôn các bạn nhé. Đây ổ điện 220 luôn. Rồi để mình gắn vào đã. Đây là các bạn nhé. Thì hiện tại thì mình đã cắm vào block đây rồi. Mình cắm cái dây này bảo vệ dòng này, khởi động cuộn hút này. Đó thì nó giống như máy mono thôi. Các bạn cắm như máy mono thôi. Và sau đây mình sẽ tiến hành kích cho các bạn xem. Chúng ta chỉ cần cắm phích điện nháy các bạn nhé. Đây chúng ta chỉ cần cắm nháy thôi, không cần phải cắm cố định. Các bạn chỉ cần cắm nháy một cái là cái block nó thoát khỏi cái điểm kẹt là ok. Đây mình vừa quay và làm một tay, đang bị ốm chút nên là cũng không có hào hứng quay video clip lắm, nhưng mà thôi thì chia sẻ cho anh em thì gọi là cố gắng làm thôi. Đây các bạn để ý cái đồng hồ dòng này, chúng ta chỉ cắm điện hay cắm nháy thôi. Đấy các bạn thấy chưa, chúng ta cắm một cái thôi là nó gì, cái block nó giật là nó đã thoát khỏi cái điểm kẹt rồi. Sau đây thì chúng ta lại tháo nó ra. Đấy nhá. Chúng ta tháo ra, chúng ta lại cắm cái bo test block. Đó. Chúng ta tháo ra, sau khi kích chúng ta chỉ cần cắm nháy một cái thôi, cái block nó chạy cực, tức là nó đã thoát được cái điểm kẹt rồi. Thì chúng ta lại phải dùng cái gì? Chúng ta lại phải dùng cái bo test block để chúng ta kiểm tra xem cái block nó chạy ok không. Đây. Đấy, mình cắm rồi. Đó, chưa được các bạn này. Đấy, một lần chưa được, đúng không ạ? Chưa được thì chúng ta làm lại lần nữa. Tức là nó thoát điểm kẹt chúng ta cắm lại mà nó không chạy được, thì chúng ta lại thử lần nữa. Rồi, vẫn kẹt. Thì chúng ta làm lại lần nữa thôi. Chúng ta vừa làm vừa quay nó hơi khó chứ. Ui giời, chặt thế nhỉ. Một lần không được thì chúng ta thử 2-3 lần. Các bạn nhé, đây một lần không được chúng ta thử lại lần nữa, thì chúng ta lại nhảy lần nữa. Đấy các bạn, chúng ta cắm nghe cái nó khuỵch là nó đã dịch chuyển được cái piston rồi. Chúng ta lại tiếp tục lại nhổ ra, lại cắm bo test vào. Đây, chúng ta lại cắm bo test vào. Đấy, các bạn thấy chưa? Chạy được, nhưng dòng 1 phẩy là hơi cao đó. Đang có ga. Con này vẫn đang còn ga các bạn nhé. Các bạn thấy block đã chạy được chưa? Rồi, chúng ta sau 2 lần chúng ta kích như vậy là cái block đã chạy rồi. Các bạn thấy là dòng 1A thì thực ra là 1A này, hôm trước cái bộ test mình nói rồi là mình chia 3, mình cuốn nhân 3 lên thì nó khoảng tầm hơn 0,3 thôi. Mình cuốn nhân 3 thì chúng ta phải chia bớt 3, 0,9 tức là 0,3 đấy. Các bạn thấy chưa? Đây là mình quay video hết sức trực tiếp thực tế để mình thử cho các bạn. Thì sau khi mình test, mình làm một lần không được thì 2 lần.
đó. Rồi xong mình dùng cái bộ này mình chạy kiểm tra xem là cái block của chúng ta nó có chạy đảm bảo kỹ thuật hay không trước, sau đó chúng ta sẽ sửa cái bo này lại cho khách. Thì đây là cái phương pháp thì mình chia sẻ cho anh em tham khảo thôi. Mình nói ngay từ đầu rồi là mình không khuyến cáo anh em chúng ta sử dụng cái phương pháp này làm là chính, tại vì để thay được thay block mới cũng là đảm bảo nhất các bạn nhé, thay block khác cũng là đảm bảo nhất. Chỉ cái khách hàng này nó khó khăn quá thì thực ra thay một cái chi phí lớn quá thì nhiều khi là khách hàng bỏ tủ luôn. Thì mình thấy người ta hoàn cảnh thì mình cũng nói trước với khách hàng là cái phương pháp này mình làm thì có thể là 50-50, tức là nhất ăn nhất thua, được thì khách dùng, không được khách phải chịu, với một cái chi phí nó cũng tương đối là thấp thôi. Rồi thì cái video này mục đích là mình chia sẻ cho anh em cái phương pháp và quay trực tiếp cho anh em xem là cái phương pháp mình làm nó là như thế nào để cho anh em tham khảo thôi. Thì sau đây thì mình chạy để tiếp tục chạy kiểm tra, mình chạy một thời gian một vài tiếng thì mình kiểm tra cái block này nó có hoạt động ổn định hay không rồi mình mới lắp vào hệ thống. Thì mình xin kết thúc video chia sẻ tới đây. Xin chúc tất cả các bạn anh em ta nếu gặp phải mà có nhu cầu thì chúng ta có thể làm theo để hỗ trợ anh em chúng ta trong một số trường hợp mà nhất định. Rồi giờ cái block vẫn đang chạy các bạn nhé. Đây rồi, hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình nhé. Thân ái chào các bạn.